Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TLD. Rất nhiều bạn tìm mua một chiếc máy mỏng, nhẹ, sang trọng nhưng lại không muốn mức đầu tư tài chính quá nhiều, thích thương hiệu của Dell. Hiện nay trên thị trường thì chúng ta sẽ thấy là những chiếc Dell XPS thì giá quá đắt đúng không? Những chiếc máy chạm Ryzen thì giá quá cao. Vậy thì một dòng máy Dell Inspiron mỏng, nhẹ, sang trọng mà các bạn đã biết đến trước đó với các dòng sản phẩm như là 7591, nó sẽ có giá dao động các phiên bản cũ, các bạn thấy là i5 khoảng hơn 20 triệu và i7 khoảng 28 30 triệu gì đó. Và hiện nay Dell đã nâng cấp và thay thế, đó là chiếc Dell Inspiron 7501 được trang bị dòng i5 thế hệ thứ 10, i7 thế hệ thứ 10, có cả phiên bản trang bị Vega và không có Vega, CPU khỏe hơn nhưng vẫn mỏng nhẹ cơ động, và đặc biệt phân khúc giá nó chỉ hơn 20 triệu đồng. Thì đây là chiếc máy bán chạy nhất tại thị trường nhu cầu như vừa rồi mình nói. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc Dell Inspiron 7501 này nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Các bạn ơi, hiện nay trên thị trường thì nó có hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam mà có hàng xuất xưởng thị trường Mỹ các bạn nhé. Đây là chiếc máy mình xách tay trực tiếp tại thị trường Mỹ về này. Các bạn thấy nó sẽ như thế này. Thông tin service time của máy nó sẽ in trực tiếp trên hộp mà các bạn check thì nó sẽ xuất xưởng cho thị trường Mỹ. Đây, cấu hình của máy này, 7501, dòng series 7000, có màu silver này, màn hình 15.6 inch. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy này, con này có cả tớt các bạn ạ, có nghĩa là có hỗ trợ màn hình cảm ứng đấy ạ. I5-10300H này, SD256GB, Windows 10 bản quyền, và sẽ có rất nhiều tính năng trong chiếc máy này. Bây giờ thì chúng ta sẽ khui hộp nhé. Các bạn mà xách tay tại thị trường Mỹ về thì nó sẽ không có Vega rời, phù hợp cho các bạn làm một công việc mà văn phòng, các ứng dụng về lập trình, đồ họa tầm trung. Còn các bạn mà muốn làm đồ họa và chơi game khỏe hơn thì các bạn nên chọn phiên bản có Vega rời, giá nó sẽ cao hơn, nhưng mà dùng thì có Vega rời thì chơi game các thứ sẽ sướng hơn. Sách nó sử dụng bên trong này. Đây là cái sạc của máy này, dòng này thì vẫn là sạc giá rẻ, chưa được gọi là sạc Type-C. Công suất của nó là 90W. Thông thường nếu mà dòng cao cấp bây giờ đều sạc Type-C hết, cụ thể là trên dòng Dell XPS mọi người nhá. Còn đây là dây nguồn này. Vâng, thưa các bạn, này chiếc máy có trọng lượng tổng thể là 1,85 kg. Và cái này thì nó đã được thay thế bằng hợp kim nhôm chứ không còn bằng nhựa kém cao cấp trên dòng Vutro như là 5502 hoặc là Inspiron 5502 các bạn ạ. Đây. Nhìn đẹp hơn, sang trọng hơn. Với công nghệ CNC hợp kim nhôm nguyên khối, Dell đã làm tạo ra một tuyệt tác như này. Logo được mạ chrome. Mà cầm vào thì rất là chắc và mát các bạn ạ. Đây. Mặc dù là không đạt được tiêu chuẩn quân sự STD80G như các dòng máy chạm, nhưng mình nghĩ là một chiếc máy vỏ hợp kim nhôm thì bao giờ cũng sắc sảo và dùng ngon hơn so với những chiếc máy vỏ nhựa kém tinh tế hơn và rẻ hơn. Ở bên cạnh phải của mình thì có cổng USB, cổng phone cùng mic với giao tiếp 3.5. Đây là đầu cục thẻ SD. Và các bạn sẽ thấy là những chi tiết của nó này, lát cắt diamond. Độ hoàn thiện của chiếc máy khá cao, mặc dù là nếu mà nhìn vào đây thì chắc chắn không thể tinh xảo bằng dòng XPS 9500 được, bởi vì giá của nó chỉ rẻ bằng một nửa thôi các bạn ạ. Đằng trước các bạn sẽ thấy này, đây là những cái đường chỉ xuyên suốt lát cắt diamond. Và các bạn mở máy, các bạn sẽ mở đơn giản hơn như này. Đằng trước thì không bố trí bất kỳ cổng gì mọi người nhá. Ở bên này thì chúng ta sẽ có cổng sạc. Rất tiếc là máy không được sạc bằng Type-C các bạn ạ. Ở đây ký hiệu như này thì cổng Type-C này chỉ cắm dùng được thôi, chứ không cắm sạc được. Cổng HDMI để kết nối ra màn hình bên ngoài, tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Cổng USB, cổng này thì băng thông lớn hơn, băng thông ra lên đến 20GB một giây các bạn ạ. Nó sẽ mạnh hơn và kết nối màn hình 4K, 5K, 6K, vân vân. Bên dưới của máy này các bạn thấy là thiết kế này. Đây là hai ốc loa các bạn nhé. Dòng Inspiron thì dòng máy dành cho doanh nghiệp tầm trung, phổ thông. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra sau. Và những chi tiết bên dưới thì các bạn thấy là đều bằng hợp kim nhôm hết, rất tinh xảo. Thông tin của chiếc máy nó sẽ có ở đây hết nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra khám phá nội tạng bên trong. Khả năng nâng cấp được máy như nào mình sẽ trả lời luôn cho mọi người. Ai chả, các bạn thấy là rất xịn sò luôn này. Bên dưới các bạn thấy là rất nhiều chi tiết để gia cố chiếc máy nó chắc chắn này. Thậm chí nó có cả tản nhiệt thêm cho máy này. Những lá đồng này. Cái này bằng hợp kim nhôm mọi người nhé. Đây các bạn thấy là hai quạt tản nhiệt này, quạt to này chắc chắn là Vega này. Đây các bạn này, đây là phiên bản Vega On này, các bạn thấy là không có chip ở đây. Thì các bạn phải chọn option ngay từ ban đầu của nhà sản xuất. Và nếu mà không có Vega thì đồng nghĩa việc là phiên bản này là phiên bản có Vega On thôi, không có Vega rời, và chúng ta cũng sẽ không tự ý nâng cấp Vega rời vào đây được. Các bạn mua máy chú ý nhé. Bên này là CPU các bạn nhé.
Đây, một slot cắm RAM này các bạn này. Phiên bản này chỉ có một slot cắm RAM, nhưng thông thường một slot cắm RAM mà cả RAM on 8GB thì chúng ta sẽ cắm được đến tận bao nhiêu? 40GB RAM nếu các bạn nâng cấp tối đa. Đây là khe cắm ổ cứng này. Hai khe cắm ổ cứng chạy PCIe, có thể chạy chế độ RAID 0, tự động sao lưu dữ liệu cực kỳ an toàn cho mọi người. Đây là con chipset, đây là con Wi-Fi. Đây là cái loa này, Có pin của nó dung lượng 56 mAh, và chúng ta sẽ cắm thêm một cái cáp ở đây để cắm thêm một cái ổ cứng nữa các bạn ạ. Vị trí chiếc máy này lắp tối đa là 3 ổ cứng, bao gồm hai ổ cứng này dung lượng 2TB là 4TB và một dung lượng ổ cứng 2.5 inch 2TB, nên vị trí chiếc máy sẽ nâng cấp tối đa 6TB cho chiếc máy này nếu các bạn cần lưu trữ nhiều. Các bạn chú ý thì Cebu Vega sẽ không tự nâng cấp được các bạn nhé, chỉ nâng cấp được ổ cứng và RAM thôi. Các chi tiết khác thì các bạn đều thấy là onboard trực tiếp trên bo mạch chủ mà chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Đây là cái vỉ rời của USB và audio đầu thẻ ở đây nhé. Đây là pin set mode để lưu giờ của máy này. Bây giờ tớ sẽ lắp vào để test chiếc máy này. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Đây mình nhắc các bạn luôn nhé. Các bạn thấy cái thiết kế của cái bản lề này này. Nó thiết kế kiểu dạng giấu đi cái màn hình tụt xuống như này. Thì chúng ta nhìn cái viền màn hình đằng trước gần như nó tràn hết đúng không? Nó rất là đẹp. Và nó nâng theo cái cơ học này thì các bạn thấy là cái, các bạn nhìn này, trên cam mình để này. Đây, các bạn thấy là cái khe này nó hở để làm gì ạ? Tuần hoàn không khí, nó làm mát chiếc máy tốt hơn. Nhưng với việc cái này, nếu các bạn để trên mặt phẳng mà nó, những cái mặt phẳng mà nó kiểu như là không được bằng phẳng, hoặc là những cái giật để mà sắc nó cứa đây, có thể làm xước chiếc máy này của chúng ta. Thì theo như mình thì các bạn cứ lên dán một cái lớp ly lông chống xước toàn bộ chiếc máy chúng ta. Thực ra hợp kim nhôm của nó rất sang và rất là đẹp, nhưng rất dễ xước, mình khẳng định luôn. Kể cả trên các dòng sản phẩm Apple, mặc dù được quảng cáo nhôm rất cứng nhưng xước như bình thường và rơi rất dễ bị móp luôn. Nên quý vị các bạn phải rất cẩn thận cái phần này. Để các bạn thấy nó rất là sang, đẹp rồi, nhưng mà cứ cà vào thì nó xước, xước và xấu, mất giá trị của cái máy các bạn nhé. Đây các bạn thấy này, nó trực tiếp trên cái mặt bàn của chúng ta luôn. Các bạn thấy là cái viền màn hình nó có khi phải đến hơn 90% là màn hình luôn, 15,6 inch Full HD IPS. Bên trên có tích hợp sẵn camera hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc online. Ý mình nói là họp trực tuyến và chat học Zoom bây giờ. Các bạn thấy là thời buổi dịch bệnh bây giờ mọi người làm việc tại nhà rất nhiều luôn. Họp thì bắt buộc phải có cam để nhìn mặt chúng ta, để chúng ta nói chuyện tốt hơn. Toàn bộ phần khung này các bạn thấy là những chi tiết rất sang trọng luôn. Đây, lát cắt diamond. Mặc dù là một mặt phẳng nhưng các bạn bấm trái phải bình thường. Độ lẩy của chuột rất tốt luôn. Cái chuột này nó hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm không khác gì so với màn hình cảm ứng những chiếc điện thoại di động các bạn nhé. Các bạn có thể vuốt, gõ, chạm để ra lệnh của chiếc máy. Và những cái công nghệ tiên tiến đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Chẳng hạn như là loa gigabit wifi của nó là AX, đó là chuẩn wifi 6 lên đến băng tầng 2x2. Mọi thứ công nghệ là rất là tiên tiến có sẵn trên này rồi. Đây là phím bật nguồn và cũng tích hợp nó là bảo mật vân tay trên phím nguồn này luôn. Và các bạn thấy là toàn bộ phần khung của này nó bằng hợp kim nhôm, phím bấm rất chắc chắn luôn. Chỉ có 6 phím này, các bạn bấm sẽ hơi khó mà móng tay nó mà để dài như mình bấm thì rất dễ bị nhầm. Đó. Nếu các bạn sử dụng thường xuyên thì chắc chắn phải móng tay phải ngắn thì chúng ta mới bấm được. Lép phím màu trắng nhá. Cả giác bấm phím trên dòng đeo này các bạn đều biết là nó rất là tốt, phím vuông lổi cao như này. Và kể cả phần bên trên này nó làm tản nhiệt này. Và các bạn sẽ hỏi mình là liệu nó phả hơi nóng trực tiếp vào cái màn hình như này có hư hại không, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó làm dấu bên này này. Cái màn hình này hoàn toàn có thể chịu được mà không ảnh hưởng gì. Đây này, nó thổi trực tiếp vào cái màn hình của chúng ta luôn. Nhưng màn hình hoàn toàn có thể chịu được mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng nhá, các bạn yên tâm. Đây cái phần lát cắt này, diamond nhìn rất là đẹp luôn. Mình đang test chất lượng của ổ cứng này. Bên trong này các bạn thấy là ổ cứng của nó tốc độ đọc khoảng xấp xỉ 2.3GB và tốc độ ghi khoảng xấp xỉ 1.6GB. Nói chung ổ cứng này ở mức gọi là khá thôi, chưa phải là khủng bây giờ. Nhưng mà so với ổ cứng cơ ngày xưa thì đúng là một trời một vực mọi người ạ. Đây, con chip bảo mật vân tay đây. Bluetooth được trang bị trên máy 5.0 sẽ hỗ trợ các bạn băng thông kết nối không dây. Tín hiệu Bluetooth, ví dụ như kết nối loa, chuột hoặc các thiết bị ngoại vi có hỗ trợ Bluetooth là ok. Đây, webcam của máy này. Con này thì thiếu đi tính năng nhận diện khuôn mặt. Nếu trên phiên bản cao cấp hoặc các dòng máy cao cấp bây giờ, nó sẽ có tính năng nhận diện khuôn mặt qua camera, cực kỳ bảo mật luôn. Ổ cứng được trang bị trong máy là Kioxia của Nhật nhé, 256GB LVMe này. Đây là bản Vegon. Nó được trang bị là UHD Grandfix 620 thôi. Cái này không khỏe. Nó chỉ có thôi các bạn ạ. Đây, Wi-Fi đây nâng cấp là Wi-Fi 6 AX201 này.
Đấy, con chip trang bị trên máy là 10300H. Các bạn đều biết là CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng càng khỏe để hỗ trợ các bạn render cũng như các phần mềm tính toán cái thứ thì càng ok. Các bạn chú ý thì mình đã nhắc rồi, phiên bản này thì nó có cả phiên bản có Vega rời tại thị trường miền Nam nhé. Nếu mà có Vega rời chúng ta sẽ phải bỏ thêm giá khoảng 3 triệu đồng để mua phiên bản có Vega rời. Còn nếu như các bạn chỉ làm công việc như văn phòng này, lập trình này, các ứng dụng về đồ họa tầm trung thì chúng ta không nhất thiết phải sử dụng Vega rời để tiết kiệm chi phí của chúng ta. Nhưng nếu các bạn làm đồ họa và chơi game chuyên nghiệp thì chắc chắn các bạn phải chọn phiên bản có Vega rời mọi người nhé. Đây, CPU trên máy nó là 4 loại 8 luồng các bạn ạ. Đây, CPU này thông thường sẽ được lắp trên các dòng máy gaming và đồ họa chuyên nghiệp. Rất ít những dòng máy mà được trang bị cấu hình như này. Mà thông thường những chiếc máy gaming thì các bạn sẽ thấy nó khá là dày. Mà các dòng máy chạm nó cũng vậy. Và các bạn chú ý thì dòng CPU này onboard trực tiếp trên bo main mà chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp nhé. Hiện nay trên thị trường có cả phiên bản i5 và i7. i7 của nó là 10750H. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Điểm số của nó là 799 CB. Còn cái UHD Graphics 620 KGO on thì nói luôn các bạn, nó chỉ bổ trợ hỗ trợ vào thôi, hoàn toàn không khỏe về đồ họa. Còn bây giờ là cái màn hình thì chúng ta rất quan tâm đến chất lượng này. Hiện nay trên thị trường thì sẽ có hai chuẩn màn hình. Đây là chiếc 45% LTSC rồi. Ở đây các bạn thấy là nó chỉ có 63% SRGB và 41% AROB RGB. Như thế này thì độ sáng của màn hình nó chỉ đạt 250 nits thôi. Ngoài ra thì có phiên bản cao cấp hơn, tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% và độ sáng của nó sẽ lên đến 300 nits. Nói chung cái màn hình này chỉ đủ các bạn dùng thôi chứ không có gì xuất sắc các bạn nhé. Chất lượng bình thường. Còn các bạn nếu mà khắt khe về màn hình thì mình nghĩ chiếc máy này sẽ không đủ thông số kỹ thuật để các bạn có thể làm việc. Nhưng với một chiếc máy trang bị CPU khỏe và xem phim giải trí nghe nhạc thì chiếc màn hình này cũng là ok rồi. Nhưng với hệ nó chỉ có hơn 60% thì thực tế thì nếu các bạn thiết kế design thì gam màu của nó chưa chính xác và sẽ cần phải cân chỉnh lại các bạn mới có thể làm việc ngon lành được. Chất lượng âm thanh của máy thì theo như mình nghe đây thì cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Không quá to, không quá nhỏ và cũng chẳng quá hay. Nếu so với XPS thì còn thua xa. Góc nhìn của màn hình IPS các bạn thấy là nó sẽ đạt 178 độ. Và trên màn hình này có một lớp chống lóa rồi. Các bạn có thể nhìn lâu, làm việc liên tục mà không sợ mỏi mắt. Âm thanh và màn hình thì đánh giá ở mức gọi là dùng được thôi các bạn nhé, không xuất sắc. Bởi các bạn đều biết là các dòng sản phẩm giá rẻ của Dell thì đến bây giờ thì họ vẫn làm như này. Tiền làm của lấy các bạn ạ. Còn nếu mà nó đạt 100% thì nó đã bằng các dòng như XPS rồi. XPS mà cấu hình chỉ cần bằng con này thôi thì các bạn phải cộng thêm đến 10 triệu đồng vào. Và thậm chí là phiên bản 9500 thì hiện nay phiên bản thấp nhất trên thị trường thì cũng phải bỏ ra 44 triệu các bạn có thể mua mới được. Vâng thưa các bạn, nếu mà nhìn vào màn hình chiếc máy này thì không ai nghĩ màn hình nó có cảm ứng đúng không? Bởi vì thông thường những chiếc máy có màn hình cảm ứng thì chúng ta sẽ phải có một lớp gương bên ngoài. Nhưng với công nghệ bây giờ thì không các bạn ạ, không cần luôn. Đó, đây là màn hình nhám nhưng vẫn cảm ứng bình thường. Mà công nghệ cảm ứng đa điểm luôn. Mà các bạn đều biết là bây giờ ứng dụng công nghệ màn hình cảm ứng thì cực kỳ tiện dụng cho công việc. Mọi thứ chúng ta chỉ cần chạm nhẹ thôi. Và thậm chí là các bạn sẽ nhìn này. Các bạn nhìn con chuột nhá. Đó. Đây là tính năng cảm ứng đa điểm mà vừa nãy mình có giới thiệu mọi người. Con chuột ở đây vẫn có thể zoom được như này. Các bạn nhìn này. Đúng không ạ? Và mọi thứ thì các bạn thích thương mục nào là các bạn chỉ cần chạm nhẹ này thôi. Đó. Đây. Cực kỳ tiện luôn. Các bạn chú ý là cái màn hình cảm ứng thì nó sẽ đắt gấp đôi cái màn hình thường. Mình cũng đã nói với các bạn rồi. Nên các bạn dùng phải cẩn thận cho mình nhá. Chứ còn vỡ cái là các bạn sẽ đi luôn 5 triệu đồng nữa các bạn ạ. Đây mình sẽ thử một cái trình vẽ cái này. Đây các bạn thấy này. Cảm ứng cực tiện luôn. À. Các bạn có thể vẽ trực tiếp trên màn hình. Đây là dùng tay các bạn ạ. Các phiên bản nếu mà tương thích thì các bạn có thể dùng bút để trực tiếp sáng tạo nội dung các bản vẽ kỹ thuật trên chiếc máy này luôn. Còn thông thường là chúng ta cứ lướt web mọi thứ giải trí chỉ cần dùng cái này thôi, ra lệnh như này thôi. Vâng thưa các bạn, thì bên trong máy nó không có Vega rời thì cũng không quá lắm các bạn ạ. Nhiệt độ của CPU nó sẽ ở ngưỡng khoảng hơn 60 độ C. Còn với phiên bản có Vega rời thì mình nghĩ nó cũng chỉ như vậy thôi các bạn ạ. Có Vega rời thì nó sẽ nóng hơn một chút,
Vâng, thưa các bạn, ở chế độ 3D thì cực kỳ tệ luôn. Các bạn thấy là FPS nó rất là thấp, bởi vì đơn giản là chiếc máy chúng ta không có VGA rời. Chính vì thế cái khả năng kéo đồ họa 3D thì chiếc máy này không đủ luôn các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test thử game Far Cry 3. Các bạn thấy là việc máy không được hỗ trợ VGA rời, mặc dù CPU khỏe. Các bạn thấy là FPS rất thấp. Thì cùng lời luôn các bạn, với một chiếc máy như này chỉ chơi được những tựa game tầm trung thôi. Thậm chí là cái UHD Graphics 620 nó còn thua cả IRIX XE Graphics trên dòng CPU i5 chiếc U thế hệ 11. Nếu mà chiếc U nó kéo còn nhanh hơn, chơi ngon hơn cả chiếc máy này. Bởi vì thực tế thì chúng ta chơi game thì nó cần đến CPU. Thì thực tế cái máy này cũng nói luôn với anh em, nó chỉ chơi được những tựa game nhẹ thôi. Những tựa game tầm trung như là Liên Minh này, CSGO này, PUBG Mobile này. Những tựa game mà không yêu cầu có VGA rời thì chúng ta có thể chơi được. Còn nếu mà những game chuyên nghiệp thì khẳng định các bạn chiếc máy này không chơi được. Còn nhiệt độ khi chơi game các bạn thấy là nó chỉ mức hơn 60 độ C rất ổn. Chất lượng màn hình Full HD IPS thì nó hiển thị cũng rất là đẹp rồi. Chất lượng âm thanh ổn. Và những lưu ý để các bạn mua máy này để chơi game các bạn nhé. Game nặng không chơi được, không phù hợp với những người chơi game nặng. Vâng, thưa các bạn, là mình đã trải nghiệm xong với chiếc Dell Evident Series 7501. Đây là một trong những chiếc máy có thiết kế xuất sắc nhất trong tầm tiền giá rẻ, rẻ của Dell rồi các bạn nhé. Đắt hơn so với các thương hiệu khác. Chúng ta sẽ thấy là hiện nay chiếc máy này bán tại thị trường Việt Nam thông thường sẽ ở mức dưới 20 triệu. Có phiên bản VGA rời, hàng chính hãng thì chúng ta phải bỏ ra hơn 20 triệu. Và thậm chí nó có phiên bản i7 có giá xấp xỉ 30 triệu đồng. Thì dù gì đây là một thương hiệu máy tính của Dell, các bạn đều biết nó bao giờ bán rất đắt. Chiếc máy nếu chuẩn ra, nếu mà thua so với XPS thì các bạn thấy là chất lượng màn hình ở mức gọi là bình thường thôi, dùng được thôi. Và thiếu đi USB Type-C, thiếu đi cổng Thunderbolt 3. Các bạn thấy là Thunderbolt 3 hoặc USB 4 thì chiếc máy chúng ta không có các bạn ạ. Dòng sản phẩm giá rẻ, Dell đã cắt tính năng này đi. Và thiếu đi cái nhận diện khuôn mặt trên các phiên bản cao cấp đấy thì thông thường sẽ có. Còn nếu mà ở phân khúc giá mà các bạn cần một chiếc máy CPU khỏe để có khả năng tính toán, để có khả năng chạy tất cả các file Word, Excel, văn phòng, nặng đến đâu thì nặng, thì chiếc máy chúng ta loát ok, ngon lành luôn. Đặc biệt là trong lĩnh vực lập trình, đặc biệt là các bạn dùng CAD shop thì chiếc máy này loát chắc chắn nhanh hơn nhiều so với dòng CPU chip U, đúng không? Bởi vì dù gì đây chính là chip H. Còn nếu các bạn cần làm đồ họa chơi game thì chúng ta sẽ chọn phiên bản có VGA rời. Đây là những chú ý. Còn chất lượng của màn hình thì chúng ta sử dụng cái màn hình này ở phân khúc là nếu các bạn vui chơi giải trí, xem phim, nghe nhạc thì ok. Còn nếu mà các bạn design thiết kế thì chất lượng màn hình của nó chỉ ở mức gọi là thấp, dùng được thôi. Nếu như có phiên bản màn hình 300 nếu như có phiên bản có màn hình độ sáng 300 và tỷ lệ 3 phủ màu 100% thì thiết kế nó là xuất sắc, nhưng Dell bao giờ cũng sẽ bớt đi option các phiên bản giá rẻ. Thời lượng pin của máy có thể duy trì dùng chế độ văn phòng khoảng 4 đến 5 tiếng, còn nếu các bạn sử dụng chơi game và làm đồ họa thì chiếc máy sẽ trụ được khoảng hơn 2 tiếng thôi. Với chất lượng của pin, những dòng máy mà trang bị chip H thì các bạn đều biết là nó thua kém so với dòng máy trang bị chip U tiết kiệm điện. Nên chính vì thế mua chiếc máy này thì các bạn cũng phải nói luôn là pin không dùng được nhiều các bạn nhé. Với trọng lượng hơn 1,7 cân thì mình nghĩ các bạn di chuyển đi lại hay học công nghệ thông tin mọi thứ thì bạn có thể mang chiếc máy đi. Rất sang trọng mà giá lại rẻ, đầu tư không quá nhiều. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và đánh giá dòng sản phẩm Dell Evident 7501 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là mọi người ủng hộ kênh công nghệ của TDD bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta comment những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop công nghệ TDD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.